Hello mấy bà, hôm nay đi ăn sinh nhật của diễn viên Dương Cẩm Linh cùng với tôi nha. Tối hôm qua thì tôi mới vừa đi ăn sinh nhật của diễn viên Dương Cẩm Linh về buổi tiệc này tổ chức ở trên thuyền, ở trên tàu Elisa nha mọi người. Tàu này thì ở quận 4, ở cảng Tất Nguyễn Tất Thành quận 4. Nó không có di chuyển nha và đây là menu của buổi tiệc. Món khai vị đầu tiên là bánh nướng hải sản. Bánh này thì nó có cái vị nó không quá ngọt, nó cũng không phải là bánh quá mặn cho nên là nó hơi nhẹ nhẹ một chút xíu, không có hợp với khẩu vị của tôi lắm. Món thứ hai là tôm nha, tôm này ngon nè, có salad ăn kèm nữa, tôm thì to mà rất là tươi, bào ngư sốt dầu hào xào với lại bông cải. Món này thì tôi rất là thích tại vì là nó hợp khẩu vị với tôi, mà có điều là hơi ít bào ngư chút xíu. Món tiếp theo là chả mực, nhưng mà theo tôi thấy tôi ăn vô thì tôi không cảm nhận thấy vị mực, có điều là ở trong cái miếng này thì nó có hơi nhiều tiêu nha mọi người. Cá hồi, đúc lò mới là các loại rau củ, món này là tôi thích nhất luôn, ăn tới khúc này cũng no no rồi nhưng mà thấy món này phải ráng ăn cho hết. Món này thì ăn kèm với lại sốt chanh dây, vừa mặn mặn vừa ngọt ngọt, rất là hợp vị tôi luôn. Lỡ ăn rồi thì đâu thể nào dừng lại ở món này được đúng không mọi người. Tôi ăn thêm một cái chén mì vịt nữa nè mọi người. Cái nước dùng của mì vịt này nó thơm nè, nó thanh mát, nhẹ nhàng, không bị mặn quá. Rồi cái thịt vịt đó thì nó rất là mềm, với lại là còn có kỹ tử nữa, khá là ngon. Khúc này là no lắm rồi mà vẫn ráng chèo. Ráng miệng là trái cây với lại tiramisu. Rồi đây là cái menu cho mọi người tham khảo nếu mà muốn đặt tiệc ở trên tàu.